饭鱼水瓶好事好事来着番禺水瓶好事好事到位水瓶听过吗那个第一点加那个林中国到位上午的节奏我想到位昨天的你中国呀明白呀明天不好意思了你大哥没个新罗子我个新罗子对呀好不好乖我个新罗子没比你现在落我个新罗子个新罗子爹对不起怎么称呼呢罗赛不会上了下呢吗赛没上下呢这罗你罗哦，我跟你讲，回头回头，我不说，我真的上不四楼了。等下，等下，四楼就等到两了。你给我呢？到位，四楼就到两。不，哎，对不起，四楼等到两。龙，你念啥？四楼，张某。龙龙，我会的，感谢老娘，啥呢？龙哥，我应该走哥，好吧？丢下你们，应该走哥那个干走，不好意思一下。哦，前面的搞我改变了，新罗子，你不好意思一下，好。嗯，罗念，两个。罗念问的啥呢？啥问呀？罗念问的啥呢？喂，好吧，来乖。你怎么知道呢？你为什么会不好意思呢？có ví dụ nói nó mới hiểu được để không cái lớp nào nói đi nói lại nói đi nói lại thì mình luôn bỏ ý sự của mấy đầu chiến trong trường hợp nào không trong trường hợp ví dụ như là chị dùng một tiền chỉ thì không có tiền chỉ biết tôi một chỉ của mấy đầu chiến được chưa tôi một chỉ của mấy đầu chiến xin lỗi tôi không có tiền bỏ ý sự trong trường hợp nào ôi thôi được đi đường ba người khác ba nhiệm cả bỏ ý sự hoặc cái trường hợp mà ồ ok nói đi xin nhường em rồi sao rồi ví dụ như mình chị ngọc ngọc ở trên đường này không hỏi ý sự bạn có thể chỉ đường của tôi đến đâu đó ờ được chưa hay quá nó giống cái từ excuse me trong tiếng Anh á excuse me trong tiếng Anh dùng nha không hỏi ý sự dùng dương dương như vậy á rồi một trường hợp nữa cái trường hợp cái câu của dương nói sao không hỏi ý sự của mấy đồng chí thì sao hay quá có dùng câu đấy trong trường hợp là người ăn xin người ta đến xin tiền mình ngại quá không có tiền chứ mình đâu có lỗi đâu mình đâu có trực tiếp xin lỗi người ta là tôi xin lỗi ví dụ như là hai đứa bạn vay tiền nhau ồ xin lỗi không có tiền lúc đấy mới là mình sẽ dùng tôi một chỉ được không có trường hợp đến xưa nói sao là người ăn xin và mình không có nghĩa vụ phải cho người ta tiền mua phòng mình sẽ lỗi này nó nhẹ hơn không hỏi ý sự của mấy đồng chí rồi còn nay trường xin lỗi đã làm cái gì ở dương nào抱歉抱歉的你抱歉的你啊娘xin lỗi这得了丢đồ cho trường hợp nào dùng抱歉trường hợp nào hỏi bác sĩ đấy là trường hợp mà gọi là phổ biến những trường hợp như chị nói hai người yêu nhau đó ví dụ như là hai người đang yêu nhau này nhưng mà em muốn nói với em người yêu là em xin lỗi em không yêu anh nữa em không muốn yêu anh nữa thì giữ luôn em sẽ dùng tươi một chỉ xin lỗi em không muốn yêu anh nữa mình chia tay đi nè nhớ thế còn bao chuyện là hai người đang yêu nhau không một người đàn ông khác đến nói với cô gái này là anh yêu em chẳng hạn lúc này cô gái nói là bao chuyện cũng hẳn bao chuyện có hiểu đàn thắng nhiều rồi được chưa em rất là xin lỗi anh nhá vẫn dịch là em rất xin lỗi anh nhưng mà em có người yêu rồi vậy thì em có trực tiếp gây ra lỗi này không đây là gián tiếp rồi đúng không bởi vì em có người yêu rồi nên là em mới phụ lòng anh được chưa nhá để mình nói đấy là mình hiểu là vậy thì cái từ bao chuyện ở đây nó sẽ mang nghĩa là gián tiếp có trường hợp hợp nữa là bác sĩ xin lỗi là tôi xin lỗi chúng tôi đã chiên ly là chúng tôi đã tận tâm tận lực rồi nhưng mà bệnh nhân không qua khỏi được chưa thì là
bác sĩ có trực tiếp gây nên cái sự qua đời đấy không? Không đúng không? Hay là gián tiếp, nhưng mà họ vẫn rất đấy là tiếc, họ vẫn rất là xin lỗi, được chưa? Rồi tiếp theo, cái dùng tiếp theo. Tao chia là cấu trúc là gì nhỉ? Xiao xiao sớm hơn sớm ai đó tao chia được chưa? Thì sao chứ có phải nhắc đi nhắc lại như thế này, bởi vì cả bốn cấu trúc này đều sử dụng rất là phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, trong này các em đi làm thế thôi, nếu các em chỉ cần sử dụng thì các em phải hiểu rõ khi nào thì sử dụng trường hợp nào nhá. Tôi có nhớ chưa? Vâng. Này ôn lại để cho tôi nhớ lại đấy. Chứ mọi người là chỉ biết không nhớ thôi. Ai chưa nhớ đâu chị? Rồi. Sử khẩu mình có các từ gì liên quan đến sử khẩu nhỉ? Hiểu sử khẩu là có lúc. Rồi cái gì sử khẩu nữa? Bố sử sử khẩu là không phải lúc này. Rồi cái gì nữa? Chưa sử khẩu là gì? Lúc này rồi cái gì nữa? Tờ sử khẩu là cái gì đó. Tờ sử khẩu là lúc, lúc làm gì đó nhá. Rồi tham gia là gì? Tham gia đúng không? Bỉ sai là gì? Một là nghĩa danh từ là cuộc thi, nghĩa động từ là thi đấu nhá. Rồi yếu tiểu là gì? Hoặc là có chút là gì nữa? Hoặc là bỏ yếu tiểu ở hơi nhá. Nhớ câu hơi chưa? Tiếng Việt của mình có nói là tôi có chút đói không? Ít nghe thì cũng hợp lý đấy, nhưng mà ít nhá thì sẽ nói là hơi đói, em hơi đói đúng không? Rất là ít thì nói có chút đói đúng không? Nên phải nhớ cái nghĩa hơn nhá. Rồi tiếp theo cho bài 6 nào. Quê bảo tàng là gì? Bảo tàng Hải Phòng là Hải Phòng cũ ạ. Chơi vui là gì? Học quán. Rồi chụp ảnh là gì? Hai. Hai gì? Hai trò. Bạn có thể giúp tôi chụp một bức ảnh được không? Giúp nào. Bạn có thể giúp tôi, bạn có thể giúp tôi chụp một bức ảnh được không? Thì có ý hai ý ý ý trong trò mà. Vậy thì động từ hai trò ở đây cũng sẽ là động từ đi học đúng không? Thì có thể nhét thêm chữ vào giữa. Rồi thì nhớ câu hỏi nhá, câu hỏi là bạn có thể giúp tôi chụp bức ảnh được không? Mà rồi dừng lại, nói lại câu đấy nào. Đi với bạn mùa đi chào, ai chào? Cứu, cứu! Nào, thì có gì? Xung nói lại câu đấy nào. Rồi. Động từ, động từ chụp ảnh là gì ở giữa? Ai chào? Rồi, tôi chụp ảnh là. Hai trò. Câu đổi rất khó thế nhỉ? Câu chưa chụp ảnh, chụp bốn bức ảnh là gì nhỉ? Hai y. À đúng không? Y trò. Trò. Chưa ở dung. Thì cứ y ba của hai y trò trò. Hoặc là một vài bức ảnh của câu sẽ là được chưa? Chỉ nhá, chỉ là mấy đúng không? Mấy vài có thể dịch ở đây là vài. Bạn có thể giúp giúp tôi chụp vài bức ảnh của câu chỉ nhá. Thì có thể có của hai chỉ trong câu mà giúp. Rồi nhìn có vẻ
Tao cho chuyện không phải là gì? Không chỉ không phương chỉ rồi. Câu viên là cung tuệ. Cuối cùng là gì ở giữa? Phi trả. Tốt. Phi. Phi trả. Rồi. Câu từ một quyền. Bạn. Rồi. Yêu là ai? Ai để chính là gì? Yêu du lịch. Hoặc có thể nói là đam mê du lịch. Ai ở đây với một cái sở thích nào đấy thì mình sẽ hiểu là đam mê nhé, có sự đam mê ở trong đấy nhá. Rồi. Một vài là gì? Số một vài là gì? Is. Chia. Rồi. Sao bài 7 nào? Bỏ giờ phần cùng mới ra đọc nào. Có gì không hiểu không? Không hiểu thì đừng quên nhá. Không hiểu thì đừng nhớ nhá. Chúng ta sắp chuẩn bị đến bài Kalinaka lần 2 rồi đấy. Rồi. Từ đầu tiên là Kinh Chua là gì? Rồi. Tiếp đi, chủ động tiếp nào. Rồi, là tiếp theo cao su là với rồi. Quay xin là qua là quên. Ha ha, mình biết như vậy cũng như là trong ha ha là tạo thành ha ha của Trung Quốc, tạo thành cái chữ phi nhi của cái ha ha của Trung Quốc đó. Khi mà mình nói chuyện đó. Rồi tiếp theo nào? Tâm rồi là biết thêm một ý nữa là dĩ nhiên. Nhiều câu mình sẽ dịch là dĩ nhiên nhé. Bởi vì nó gần với văn phòng của người Việt luôn nhé. Tiếp theo. Kiểu ý sử là gì? Thú vị hay có ý nghĩa. Phải có ý nghĩa. Đúng không? Nó đúng với em ấy của nó là có ý nghĩa mà. Kiểu ý sử. Ví dụ mọi người có xem phim Lật Mặt 7 không? Đó, bây giờ là 7. Nó, sau khi xem xong mình sẽ có một cái bài học. Cái bài học mà đúc kết được ở đấy đúng không? Xạo cho mình một sự lắng đọng. Mình xem cái phim đấy là kiểu ý sử. Kiểu ý sử, khi có kiểu ý nghĩa đó. Đó, mình sẽ dùng từ này nhá. Rồi tiếp theo nào? Chí là lái hoặc là đi hoặc là cưỡi. Cưỡi, cưỡi, cưỡi. Tự hành thưa là gì? Xe đạp. Tiếp theo. Mô trắng là cao lâu đúng không? Rồi tiếp theo nào? Thời gian là thời gian. Rồi tiếp theo nào? Tiểu chứ. Tiểu chứ. Tiểu chứ là gì? Giờ. Tiếp theo. Lý chính là tốt. Ok. Phải. Ok. Nhớ không? Nhớ cái bài mà. Đi thôi. Ok. Chính chính. Rồi. Trang là từ từ dành cho tờ những cái gì mỏng mỏng, dẹp dẹp nhá. Khó khăn. Đẹp thì nghĩa chung là đẹp nhá. Tự chỉ bản thân hoặc là tự mình. Tiếp theo. Chuối gì? Nó to đây nào. Chuối chỉ là gần đây, dạo này. Tiếp theo. Chủy miến là gì nhỉ? Năm ngoái. Miến là? Năm. Nào từ tiếp theo là gì? Phả búa là? Và tuệ là? Sai là? Chua. Rồi. Có câu này nào? Nghe nào? Nghĩa sư cần sở bị đi chỉ tư bảo. Thế là? Rồi, 你是跟谁一起去的？ 来,
bạn đi cùng với ai đúng không? Rồi mình đến phần mới nhá. Từ đầu tiên là Trâu mua là gì nhỉ? Cuối tuần. Cái từ này mình đã học chưa? Học hết rồi đúng không? Rồi mình cũng làm chút nhá, cách nói về thứ ngày tháng ở trong tiếng Trung thứ là gì? Thứ là có thể nói xin chi hoặc là trâu đúng không? Rồi có bắt đầu từ nào? Trâu đi. Rồi trâu xa. Trâu sư. Rồi trâu. Châu liệu. Tiếp. Châu không ạ? Tiếp sau châu liệu là gì ạ? Chủ nhật là gì? Chủ nhật là gì? Nhà? Quên. Xin chi thiên rồi, nói theo châu thì có cái gì nữa? Châu thiên hoặc châu rư. Nhớ chưa? Quên nhỉ? Rồi nhá. Châu rư hoặc là châu thiên nhá, nhớ chưa? Cả nhà nhớ chưa? Rồi. Có hai cách nói, một là xin chi hoặc là châu. Xin chi cũng có xin chi thiên hoặc xin chi rư. Chị có đang định xóa đoạn này đi vì sợ mọi người biết hết rồi, nhưng mà hóa ra là mình quên. Nhớ nhá. Rồi, thế là nào? Dung nào? Thân thiên nhỉ? Là rồi, là câu ví dụ đầu tiên nào? Rồi, đi xí khoa khát tư nhỉ ma là gì? Rồi, ông thích xem phim không? Có các loại phim nào nhỉ? Có người nói loại tên một loại phim chị nghe xem nào. Dung đầu tiên nào? Tung chua phiền. Tung chua phiền là? Rồi, tiếp theo nào? Khổng bu phiền. Khổng bu phiền. Rồi, tiếp theo. Nào, phim hoạt hình là gì nhỉ? Rồi, phim hoạt hình là tụng là động, hoa là tranh, những cái bức tranh mà liên tục mà chuyển động. Đó là phim hoạt hình là tụng hoa phiền. Rồi, phim truyền hình nó có một từ phim truyền hình nữa mình học rồi. Điện视剧 là phim truyền hình nhá. Được chưa? Rồi, đọc câu tiếp theo nào. Ngọc nào? Tôi喜欢看电影 là tôi thích xem phim. Tiếp theo. Tôi喜欢看什么电影？Tiếp theo. Em đã từng học hết rồi luôn. Rồi, tiếp theo là gì hả Dương? Mải tốn xì là? Mua đồ nhá, mua sắm là gì ạ? Câu nhá. Rồi, mua đồ là mải tốn xì. Mua sắm, mua sắm là câu. Tao là ví dụ đầu tiên là Dương? Mải什么东西 là? Rồi, mua gì nhá. Thế nào là nhà nào? Mình想买东西吗? Bạn muốn mua đồ gì? Thế chị hỏi đi, xiáng买东西吗? Tôi想买一本书. Rồi, thế nào nào? Dung nào? Mình想买什么东西? Không, câu này là Mình想买东西吗? Bạn muốn mua đồ không? Thì bạn muốn mua đồ không? Thì để là tôi muốn mua rồi, bắt đầu trả lời đi, cô trả lời lại. Tôi想买一本书. Rồi, thế nào là Dung nào? Mình想买什么东西? Trả lời. Tôi想买一件衬衫. 一千 cái gì? Trần sân. Rồi, lại nào? Mình想买一千衬衫. Rồi, câu tiếp theo nào? Mình想买什么东西? Mình想买什么东西? Ok, mình想买什么东西? 我想买一千衬衫. Nó giống như là tôi. Tôi想买一条裤子. Rồi, 一条裤子. Cái gì cũng là 一条 nữa.
Vậy là chuyến từ câu ấy. Dương đọc câu cuối nào. Đồ cô chỉ quan mãi không chỉ. Đồ cô chỉ quan mãi không chỉ là gì? Tôi cũng thích đồ. Rồi. Từ tiếp theo nhà nào? Qua công viên. Đây từ đây ạ. Công viên. Công viên là? Công viên. Rồi. Quảng công viên là gì? Quảng là đi dạo. Đi dạo giống như cái từ đi dạo siêu thị á. Quang chia đó. Đi dạo quang chia là kiểu đi mà mua đồ shopping đó. Đi xem nhưng mà không mua. Cứ đi dạo dạo đâu có gì hay thì mua đấy kiểu vậy. Thì có cái từ quảng công viên là đi dạo công viên nhá. Rồi tiếp theo nào? Bảy hạ. Đúng rồi, bảy hạ công viên là gì? Bảy là Bắc Hải là Hải. Rồi công viên. Rồi công viên Bắc Hải nhá. Bên này rất là nổi tiếng ở Trung Quốc. Rồi ngọc nào? Truy công viên. Rồi truy công viên là công viên. Dương nào? Mình thi của bên Xoa. Tả xoan. Tả xoan. Truy công viên. Rồi nghĩa là mà chúng tôi dự định đi du lịch. Rồi dễ toán biết học rồi. Rồi đây là những phương tiện mà mình đã học hết rồi đúng không? Cũng làm những nhớ. Đi thì là gì nhỉ? Ở định lòng cái tàu cao tốc là gì? Của trương. Chạy tàu cao tốc thì là của trương trạm. Nhưng mà tàu cao tốc lại là tung trương. Tung chưa nhá. Tung trong tung chua tờ tung tung chưa nhá. Động ấy. Tàu nhớ chưa? Hôm trước chị mới nói về hai loại trạm thôi đúng không? Một là đi tiểu trạm thì trong đó sẽ có đi tiểu. Nhưng mà của chưa trạm thì trong đó lại có tung chưa nhá. Tung chưa nhá. Được chưa? Được chưa? Rồi, từ tiếp theo nào? Dùng đọc nào. Tự hành xe là gì? Tự hành xe là xe đạp đúng rồi. Không nào? Chu ba cái đều thay đổi. Chu rồi nghĩa là sai rồi à? Taxi. Taxi nhá. Rồi, nhớ cái từ này sang Trung Quốc còn gọi cái xe taxi nhá. Rồi, tiếp theo là Dương. Thì em đọc phía đâu? Múa thua chưa. Múa thua chưa là gì? Xe máy hoặc là xe. Xe máy hoặc là xe gì? Xe mô tô nhá. Múa thua chưa, nhớ chưa? Múa thua chưa. Lại nào. Múa thua chưa. Rồi, từ tiếp theo là nhà công cộng chi chưa. Công cộng chi chưa là gì? Xe buýt. Xe buýt mà có một từ đó nữa là xe buýt nữa. Đúng rồi, công treo chưa. Hai từ này đều mức độ sử dụng phổ biến như nhau nhá. Người nói được cách này, người nói được cách kia, mình phải biết cả hai từ, không có sự lựa chọn nào khác. Công treo chưa hoặc là công cộng chi chưa. Công cộng là công cộng, xe công cộng đó là xe buýt đó, được chưa? Công cộng chỉ chưa hoặc công treo chưa, nhớ chưa? Gì không hiểu không? Tàu điện ngầm là gì? Đi thỉa. Đi thỉa, rồi. Tàu cao tốc là gì? Công chưa nhá, công chưa. Tiếp theo tàu hỏa là gì? Tàu hỏa hay là hỏa chưa nhá. Tất nhiên là sẽ vẫn có những nơi họ sẽ có đi tàu hỏa, cho nên là vẫn có một cái từ dành cho nó là hỏa chưa. Nhưng mà chạy tàu cao tốc sẽ là của chưa chạm, đúng chưa? Rồi mô tô là gì? Mô thua chưa. Mô thua chưa. Xe đạp là gì? Xe taxi là rồi. Tiếp theo nào? Tiếp theo nào? Ngọc đồng nào? Thinh chua. Thinh là chua là vậy. Thinh chua là rồi. Cả nhà có xem cái phim Nghe Nói Em Thích Anh không? Cái phim mà mới mới đang hot đấy, mới mới hot đấy.
Nhưng nghe phim đấy là kinh xua. Nhi chỉ quan của. Đó, phim đó đó. Rồi, nghe nói là em thích anh thì ở đây kinh xua là nghe nói. Ví dụ đầu tiên là màu đọc nào? Kinh xua mình thiên mấy giỏ khờ. Kinh xua mình thiên mấy giỏ khờ là gì? À, nghe nói ngày mai không có tiết. Đúng rồi, nào dưng nào. À, kinh xua ba mươi chi mấy cuốn lắm. Rồi, nghĩa là? Em bảo là biết là đi đi. Nghe nói, ta biết là đi đi rồi. Tiếp theo từ nhà nào? Quán là chơi rồi là ví dụ nào? Y chỉ quán. Y chỉ quán là chơi cùng nhau. Chơi cùng nhau. Tiếp theo? Truy khu nguyện quán. Rồi. Đi phải đi cơ công viên chơi. Rồi. Đi chơi công viên. Có cái từ là, có cái câu là đến nhà tôi chơi đi. Là gì? Ngọc. Đến nhà tôi chơi đi. Lái của xe. Mình đang ở vị trí này bảo người ta đi về phía mình thì sẽ là lái, còn tao là người ta ở kia, mình bảo người ta đi kia, nhớ chưa, thì là tao, đúng không? Truy là mình đi về phía người ta, lái là người ta đi về phía mình. Rồi đến nhà tôi chơi đi nói như nào? Lái của xe quán vào. Quán ở đây sẽ có mục đích. Mục đích ở đây có thể là đến làm gì nhỉ? Đến nấu cơm với nhau, đến xem phim với nhau, hoặc là đến uống trà với nhau chẳng hạn. Có mục đích đúng không? Nhưng cái thường là lái của treo quán mà thường hay nói với kiểu bạn bè, nó kiểu bạn bè và đến đi chơi là phải có mục đích. Thế nhưng mà khi mà người Trung Quốc họ hay nói với nhau sẽ có một cái câu nữa là lái của treo chua chua mà, lái của treo chua chua mà. Biết từ chua là ngồi không? Biết chữ này không? Chua, chua thi thỉa, truy đó. Nhớ chưa? Lái của cha, chua chua bà. Là gì nhỉ? Đến nhà tôi, ngồi một lúc đi. Nhớ chưa? Chua chua bà, đến nhà. Lái của cha, chua chua bà. Đến nhà tôi ngồi một tí đi. Ngồi, tức là ngồi đi kiểu là đến chơi một tí ấy. Người ta sẽ nói lịch sự hơn một chút. Cái từ lái của cha của bà nhá. Khi mà nhá, lái của cha, chua chua bà. Hay nghĩa là, đến nhà tôi ngồi chơi, ngồi đào đào một chút đi nhá. Được chưa? Đến ngồi uống trà một tí đấy. Mà lái của cha, ngồi đến. Như tiếng Việt của mình là vào nhà tôi ngồi tí đi. Đấy, từ tiếng Trung có là. Nhưng mà mình sẽ phải nói là chua chua à, nhá. Được chưa? Quán như này cũng phải có mục đích. Còn cái chua chua này thì có thể là chỉ đến chơi thì thôi, không có mục đích gì cả. Lái của treo quán có vẻ đến thì sẽ có chơi cái gì đấy, được chưa? Rồi, từ tiếp theo nào? Cao su là gì? Nói nhá. Rồi, ngọc nào? Ngọc ví dụ nào? Cao su là gì? Nói với tôi. Rồi, Dương nào? Cao su lão sư là gì? Ừ, nói với giáo viên đây còn được gọi là gì? Mách cô. Đó, trẻ con hay nói cái từ này. Sư nỉ cao su lão sư ma. Mày mách cô giáo phải không? Được chưa?